Xịt có không là bị sâu răng đấy. Thấy chưa? Còn thấy ca hoan chưa? Bây giờ ca há miệng ra nào. Há miệng nào. Nào, há miệng nào, há miệng nào. Há miệng lấy xịt vào bên trong. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Há miệng nào, há miệng nào. Cái này không được liếm đâu nha. Chỉ là ngậm thôi để chống bị sâu răng. Đấy. Rồi, bây giờ đến lượt bé tiếng nào. Ok. Chạy kìa. Hay chưa thế? Bé ca lại lôi em ở đây cho mẹ đi. Kéo em ở đây cho mẹ. Kéo, lôi tay em. Ừ, đi đây. Bé ơi. Ca lại lôi em ở đây cho mẹ. Kéo em ở đây để mẹ xử. Đi đây. Kéo em mẹ xử xong ra. Nhanh lên. Mẹ xịt sâu răng cho con nào, nghe nào. Nào bé. Nè, vị đây là vị kẹo mà. Vị dâu tây thơm. Ừ. Đi. Ngọt ngọt. Đấy này, để mẹ xịt để đấy mẹ xịt thấy cho xem nào. Ừ. Ngọt ngọt mà. Ngọt lắm. Đấy này, cho cá xịt thử nào. Cá há miệng ra cá. Cá há miệng ra gì đó. Hai mẹ. Đó. Cá thích xịt cái sâu răng này lắm. Thế mẹ xịt sâu răng cho con nào. Cái gì? À, con muốn xịt sâu răng nữa hả? Ừ, đây. À, hai mẹ nào. Đó. Cá đang muốn xịt sâu răng này, đang kêu này. Mẹ ơi, xịt sâu răng cho con đấy. Con bây giờ con hai mẹ ra đi, mẹ xịt sâu răng cho con. Đây. Này, mẹ xịt sâu răng cho con nha. Hả mẹ. Đó. Làm như là kẹo á. Ừ, đây mẹ xịt rồi. Mẹ xịt rồi. Nhanh nào. Hả? Ơi, cái gì? Con bị sâu răng nữa. Ờ. Ca mới xịt sâu răng nữa đúng không? Ca muốn bị sâu răng. Rồi thôi thì con lấy cái gối ở đây đây cho ca đi bé. Cầm cái gối ở đây cho ca nằm lên đây mẹ xịt sâu răng nào. Không là ăn nhiều đồ ngọt quá là bị sâu răng mất. Nằm lên đây. Nằm ngửa ra. Ok ok. Rồi há miệng. À, há miệng nào. Há. À, xịt sâu răng nha. Bên đông nha. Há. Đây nữa nè. Mình, em má. Thôi con không há miệng là mẹ không xịt nữa này. Mẹ em má. Ừ, con há miệng. Nhai răng. Bé. Mệt mỏi thật đấy chứ không đâu. Ca há miệng đi ca. Để xem nào. Ừ. Đó. Răng này.
Xịt sâu răng để chống chống sâu răng nha. Rồi. Rồi thôi, xịt nấy thôi. Nấy là được, được rồi. Xịt sâu răng hả? Cảm ơn chị cho răng của anh. Cao vừa xịt rồi. Không xịt nữa nha, xịt một nấy thôi, không xịt nữa. Cái này không phải là xịt nhiều là tốt đâu. Bà kia, đây là xịt sâu răng. Ừ. Đây, thế sao con không xịt? Bây giờ để mẹ xịt cho con nhé. Con có thấy là mẹ vừa xịt cho Kaka không? Rồi, con... Ừ, ta ngoan lắm nhỉ. Con xịt cho răng rồi. Mẹ xịt cho em nào. Bé ơi, con hái mẹ ra mẹ xem nào. Không xịt thật. Không, đây là của con nè. Đây là của chị Quỳnh nè. Nào, hát mẹ ra nè. Hạ. Thôi, mẹ đùa đó. Cái này cất đi nha. Mẹ xịt răng. Hả? Thôi không, đây này, của con bây giờ cất đi. Mẹ xịt nãy nữa là nãy là đủ rồi. Không phải xịt nhiều là tốt nha. Cạ, không phải xịt nhiều là tốt đâu. Nào bé nào. Mẹ xịt sâu răng cho con nào. Mẹ xịt sâu răng cho con nào. Lấy cái tay ra. Con không xịt sâu răng nhá. Mẹ về mẹ mách bố cho mà xem. Không, con chỉ muốn lấy thôi. Ca mới xịt sâu răng hả? Không xịt nữa. Ngay đi. Đó, đây này. Ca thì đang đòi mẹ xịt sâu răng này. Ngay đi con được gì nữa? Bạn đất. Xịt, không phải xịt nhiều là tốt đâu. Xịt bắt đầu là cái vị ngọt ngọt như kẹo thích này. Con làm kẹo đây là vị đưa chanh. Ừ, thế thì con làm xuống đây. Rồi, con làm xuống đây. Rồi, há miệng ra để mẹ xem nào. Để kiểm tra răng nào. Làm xuống đây. Rồi. Con lại đây, con bé, con lại đây. Rồi, con há miệng ra mẹ để xem nào. Xem răng con có bị sâu không nào. Há miệng ra. Há. À. Ông dâu. Mẹ còn chưa xem được mà. Ông dâu. Thì con hái mẹ ra mẹ thật. Mẹ kiểm tra tí thôi. Kiểu áo sức. Nào, hái mẹ xem nào. Nào. Ôi trời ơi, kiểm tra tí nào.